là tường vi như là một đẳng cấp khác. Đây là những chậu hoa tường vi lục bình đang có vẻ sắc rất là rực rỡ rồi. Cái này thì hiện cao khoảng hơn 3 mét này, được đan xen từ nhiều những cây hoa tường vi thân lại với nhau từ nhỏ rồi, rất rất là cao. Các cây đều đẹp và được đan xen kết nối lại với nhau như này rồi, chúng ta trồng rất là đảm bảo nhé. Hiện cũng đang là mùa chín của những bông hoa tường vi này, nên là trên cây đang rất là nhiều nụ và hoa. Bông hoa tường vi nở rộ từ khoảng tháng 7 đến tháng 8, tháng 9 hàng năm chúng mới hết hoa nhé. Đây là một cây hoa tường vi màu hồng, nó rất là rực rỡ. Với những chậu như thế này thì chúng ta cũng có thể lựa chọn trồng nhiều nơi như để trang trí không gian gia đình. Cây cũng mang rất nhiều ý nghĩa phong thủy tốt. Vào mùa này, các bạn có thể rất dễ dàng bắt gặp những cây hoa tường vi màu hồng đang nở rực rỡ trên các con đường. Hiện nay thì những bông hoa tường vi cũng có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Những cặp lục bình như thế này thì hiện đang có màu hoa hồng là màu hoa phổ biến nhất từ trước đến nay. Cây tường vi thì đã rất thuần với khí hậu Việt Nam rồi, chúng dễ trồng, dễ chăm sóc, lại cho hoa sai. Chúng cho hoa được bắt đầu từ khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 dương lịch và đến khoảng tháng 8 tháng 9 chúng mới hết hoa. Nó rất là sai và bền. Đây cũng là một loại hoa tượng trưng cho mỗi khi mùa hè đến. Hơn thế nữa, lục bình còn là nơi lưu trữ linh khí của đất trời. Đây cũng đã được mệnh danh là một trong những biểu tượng rất là may mắn. Với hàng như thế này, các bác có thể trồng 1 đến 2 cây trang trí trước khuôn viên nhà hay là trồng hàng rào, trồng ở các khu du lịch, đô thị. Cây mang rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Ngoài những dáng thể bonsai lục bình như thế này thì vườn bên em còn có đủ màu sắc khác nhau như là tường vi đỏ, tường vi huyết long, tường vi trắng. Với nhiều màu sắc, kiểu dáng, kích thước, nếu các bác nào có muốn tham khảo thêm về hình dáng nào hay là màu hoa nào có thể liên hệ với nhà vườn Ngọc Thảo ạ, có số điện thoại 092 391 2111. Vườn em thì có ra hàng toàn quốc, các bác được nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều những loại hoa kiêng quả ngoại nhập độc lạ. Hãy cùng nhà vườn Ngọc Thảo tìm hiểu thêm ở những video sắp tới.